Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt một chiếc tay áo mà có phần xếp ly ở phần đỉnh tay đây. Trước hết thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc dập tay áo căn bản. Đây là chiếc dập tay áo căn bản mà mình đã chuẩn bị thì có độ dài là 37 cm. Các bạn có thể lựa chọn tay áo ngắn hơn hoặc dài hơn tùy vào mong muốn của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ cho mình đường chính giữa của tay. Từ phần cửa tay để ở trên đường chính giữa của tay đây thì các bạn sẽ lấy lên đây cho mình một đoạn có độ dài là 10 cm. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ vuông góc ra hai bên cho mình. Sau đó thì trên cái đoạn thẳng này các bạn sẽ lấy điểm chính giữa cho mình. Tương tự các bạn sẽ lấy điểm chính giữa ở mé bên đây cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ thẳng lên phía trên. Hai cái vị trí này thì các bạn có thể thay đổi tùy vào mong muốn của các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ mang cắt ra cho mình. Cái phần cửa tay đây thì các bạn sẽ chia cho mình thành những cái đoạn thẳng mà nó bằng nhau. Các bạn sẽ gập đôi vào để chúng ta chia nhé. Sau đó thì các bạn sẽ mang cắt ra cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ mang đặt lên trên một mảnh giấy khác cho mình. Các bạn sẽ mang mở cái phần dập ở phía cửa tay ra. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục dán cái phần dập phía bên trên lại cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bỏ bớt cái phần giấy thừa đi cho mình. Riêng cái phần giấy bên trên thì các bạn sẽ không cắt bỏ hết mà các bạn sẽ để các bạn xếp cái ly này vào ạ. Bây giờ các bạn sẽ xếp cho mình cái ly này vào ạ. Các bạn sẽ xếp sao cho cái phần đỉnh tay nó khít lên phía trên này các bạn nhé. Sẽ mang cắt bỏ đi cho mình. Đó, bây giờ cái dập tay áo của chúng ta đã có hình dáng như thế này rồi các bạn ạ. Cái phần mở đây thì nó sẽ rơi vào tầm 22 đến 24 cm các bạn nhé. Đối với cái phần cửa tay này thì các bạn sẽ cắt đáp cho mình nhé. Các bạn mang đặt dập lên trên vải, sau đấy thì các bạn nhớ cộng đường may ra giúp mình. Các bạn nhớ đánh dấu các điểm xếp ly ở đây để chúng ta xếp ly cho nó đều và đẹp ạ. Cái phần cửa tay thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái lớp đáp như này các bạn nhé. Và khi may thì các bạn sẽ may cái đáp cửa tay này trước cho mình. Các bạn sẽ may cho mình theo đường này. Sau đó thì các bạn sẽ mang xếp cái ly này vào cho mình. Đó, các bạn sẽ xếp cho mình hai cái ly này vào này. Sau đấy thì cái phần đáp này các bạn sẽ gấp vào phía bên trong này. Sau đó thì các bạn sẽ may hai cái phần sườn tay này lại cho mình ạ. Đó, sau khi các bạn may cái phần sườn tay vào ấy thì là các bạn sẽ có một cái tay áo có hình dáng như thế này các bạn nhé. Sau đó thì các bạn chỉ cần tra vào thân áo là xong thôi nhé các bạn nhé.